Nào bây giờ chuẩn bị học bài nhé các em nhá. Mở ra ghi bài đi. Khoảng cách giữa hai đường chéo nhau nhá. Nào, cả lớp mình vừa mở ra ghi bài nhá. Vấn đề 2, khoảng cách giữa hai đường chéo nhau nhá. Khoảng cách giữa hai đường chéo nhau. Nào. Cái bài hôm trước lớp mình học là gì nhỉ? Nào, ok nha, các em ghi nhá. Khoảng cách giữa hai đường chéo nhau đúng không? Thì các em chú ý này. Hôm trước lớp mình học khoảng cách từ một điểm đến gì nhỉ? Đến mặt phẳng đúng không? Một điểm đến mặt phẳng có rất nhiều loại. Điểm đó có thể là chân đường cao hoặc không phải chân đường cao, thì các em sẽ đổi điểm và đổi đỉnh đúng không? Vậy thì cái hôm nay mình sẽ học là gì? Là khoảng cách giữa hai đường chéo nhau. Hai đường chéo nhau nhá. Các em nhớ ghi bài đi. Khoảng cách giữa hai đường chéo nhau, phần 2 nhá. Thì các em chú ý này. Cho hai đường chéo nhau, cho hai đường chéo nhau A và B nhá. Cho hai đường chéo nhau A và B. Đây. A và B nhá. Đây là A đây. Đường chéo nhau A và B này. Chéo nhau chứng tỏ nó không đồng phẳng các em nhá. Chéo nhau đây. Đấy. Ok chưa? Đấy. Chéo nhau nghĩa gì nhỉ? Không đồng phẳng các em nhá. Chéo nhau là không đồng phẳng. Chéo nhau là không đồng phẳng nhá. Ok chưa? Đấy, thì cái khoảng cách giữa hai đường thì các em biết rồi nhá. Nếu hai cái đường thẳng ấy mà đồng phẳng nhá. Hai đường thẳng đồng phẳng kiểu này các em này. Hai đường thẳng đồng phẳng như này này. Nếu mà đồng phẳng nhá. Nó sẽ có kiểu là song song đúng không các em? Song song này. Có thể là gì nhỉ? Trùng nhau hoặc là gì nhỉ? Cắt nhau. Có đúng không các em? Song song trùng nhau và cắt nhau. Thì cắt nhau thì không có khoảng cách rồi. Khoảng cách là chữ D nhá. Cắt nhau thì không có khoảng cách rồi. Trùng nhau thì cũng không có khoảng cách. Còn song song thì khoảng cách chính là một điểm ở trên đây, kẻ góc xuống. Nhưng cái này thì đơn giản rồi, thì mình tính được rồi đúng không em? Đấy, thì mình sẽ có ba cái này. Ba cái này thì mình sẽ không nói, tại vì khoảng cách rất là dễ. Khoảng cách rất là dễ. Thì cái khó của bài này là gì đây? Cái khó của bài này đó chính là cái hai đường thẳng chéo nhau chứng tỏ nó không cùng một mặt phẳng các em nhá, không cùng một mặt phẳng được chưa? Thì các em xác định khoảng cách như nào? Khoảng cách như nào? Thì các bạn chú ý này. Khoảng cách giữa hai đường chéo nhau, đây, khoảng cách là chữ D nhá. Khoảng cách giữa hai đường chéo nhau bằng MN, MN. Thì có nghĩa là như nào? Các bạn nhìn này. Khoảng cách hai đường chéo nhau đây. Giả sử mình có một đường thẳng delta nhá. Cắt đường thẳng A tại M và vuông góc với A. Cắt B tại N và vuông góc với B. Có hiểu không nhỉ? Thì cái MN này này là người ta gọi là gì nhỉ? Đường vuông góc chung, đoạn vuông góc chung. Đoạn mới đúng. MN là đoạn vuông góc chung. Đấy, ok chưa? Đấy, có nghĩa gì? Có cái MN này nó vuông góc với A tại M, MN vuông góc với B tại N. Đấy. Đúng không? Thì nó vuông góc với cả hai thì là đoạn vuông góc chung thôi. Đấy, các bạn hiểu không? Đấy. Thì cái đoạn MN này nó chính là khoảng cách luôn nhá, khoảng cách luôn. Khoảng cách từ A đến B bằng MN. Đấy, MN. Với M thuộc A này, N thuộc B và MN vuông góc với A và vuông góc với B. Các bạn có hiểu không nhỉ? Đấy, MN được gọi là đoạn vuông góc chung nhá, đoạn thôi. Đấy. Nào, các em có hiểu chưa? Bản chất nhá, bản chất này. Bản chất của hai đường chéo nhau. Bản chất của hai đường chéo nhau được chưa? Thì có nghĩa là các em sẽ tìm đoạn gì nhỉ? Đoạn vuông góc chung. Đúng không? A và B này. Các em phải tìm cái đoạn vuông góc chung. Có nghĩa là các em phải tìm được cái MN này này. Nhá, tìm được MN là các em xong bài. Các em có hiểu không? Tìm đoạn vuông chung. Tìm đoạn vuông góc chung. Nhá, tìm đoạn vuông góc chung là xong. Có nghĩa là cái đoạn này phải vuông góc với A và đoạn này vuông góc với B. Ok chưa? Đấy là các em làm trực tiếp.
Còn đối với bài toán khó hơn thì các em phải tìm gián tiếp. Quy về bài 1, quy về bài 1, quy về bài 1. Bài khoảng cách của điểm. Thì cái phần này là phần khó thì anh sẽ nói sau nhá. Nhưng cái bài của hôm nay là các em phải tìm được đoạn vuông góc chung cho anh, tìm được đoạn vuông góc chung của hai cái đường thẳng này. Nhớ chưa? Đấy, các em chép bài vào vở đi. Nào, các em hiểu bản chất là gì chưa? Khoảng cách này từ A đến B nó chính là MN. Được chưa? MN. M thuộc A, N thuộc B. MN vuông góc với A, MN vuông góc với B. Các em thấy hiểu chưa? Rất là dễ hiểu. Đấy. Các em thấy ok chưa? Nào, ok các em. Khoảng cách giữa hai đường chéo nhau là khoảng cách giữa cái đoạn vuông góc chung. Đoạn vuông góc chung đúng chưa? Đoạn vuông góc chung. Thì đoạn vuông góc chung là cái gì? Đoạn vuông góc chung đó chính là cái đoạn thẳng vuông góc với A, vuông góc với B tại M và N. Đấy, các em có hiểu không? Bạn nào hiểu rồi comment cho anh nào về cái lý thuyết của nó. Rất là dễ. Sang bài tập thì tính toán thôi nhá. Các bạn phải găm trong đầu này. Nó sẽ có hai cách làm. Cách 1 là tìm đoạn vuông chung, là bài hôm nay. Cách thứ 2 là tìm gián tiếp, quy về bài khoảng cách đến điểm. Nhưng nó là cái bài sau. Hôm nay mình chỉ học cái phần 1 thôi nhá. Các bạn có hiểu không? Các bạn hiểu thì comment cho anh một câu hiểu này. Bản chất của cái hai đường chéo nhau là cái đoạn vuông góc chung. Thì đoạn vuông góc chung là gì? Đoạn vuông góc chung là đoạn vuông góc với cả hai đường thẳng. Đấy, ok chưa? Ok, các bạn chép được bài chưa? Nhớ, nhớ này, khoảng cách giữa hai đường chéo nhau là khoảng cách giữa hai đường mà có cái đoạn vuông chung nhá. Đấy, các em chỉ cần tìm đoạn vuông chung là xong. Thì nó sẽ có một cái số cái dạng ấy, thì các em sẽ tìm được cái đoạn vuông chung luôn. Nó khá là dễ nhá. Chưa. Rồi ok, nào các bạn hiểu bản chất chưa? Nhanh nhắc lại một lần nữa nhá. Khoảng cách giữa hai đường chéo nhau nó chính là độ dài đoạn vuông góc chung. Độ dài đoạn vuông góc chung. Vậy thì đoạn vuông góc chung là gì? Đoạn vuông góc chung là đoạn thẳng nằm trên hai đường nhá và vuông góc với hai đường đó. Rất là dễ. Nhớ nhá. Bản chất của khoảng cách hai đường chéo nhau đó chính là tìm đoạn vuông góc chung, vuông góc với cả hai. Ok chưa? Rồi. Cho các bạn 2 phút để chép bài. Rồi mình sẽ sang bài tập. Và nhớ này, các em đi thi nhá, các em phải chứng minh cái đoạn vuông góc chung MN này. MN phải vuông góc với A nhá. MN vuông góc với B nhá. Và cái M phải thuộc A, N thuộc B nhá. Đấy, các em phải chứng minh được cái này nhá. Chứ không phải đùa đâu. Các bạn hiểu không? Đấy. Bản chất của khoảng cách hai đường chéo nhau là các em phải tìm cái đoạn vuông góc chung. Rồi, các em có nhìn rõ không? Và có mạng có ngon không?
Ok, mình sẽ sang bài tập các em nhá. Sang bài tập nhá. Nào, sang bài tập này. Nào, dạng 1. Dạng 1 này, các em ghi bài tập nhá. Dạng 1. Hai đường chéo nhau. Hai đường chéo nhau là hai cạnh đối diện trong tứ giác, tứ diện đều gần đều nhá. Nào. Dạng 1 này, hai đường chéo nhau là hai cạnh đối, hai cạnh đối nhá, hai cạnh đối trong tứ diện đều gần đều. Đấy. Tứ diện đều là các cạnh bằng nhau nha. Tứ diện đều và gần đều nghĩa là các cạnh bằng nhau. Ok chưa? Nào các bạn nhớ lý thuyết này. Phương pháp hai đường đó nếu chéo và đối nhau, chéo nhau và đối nhau nhá, thì các em chuyển lấy trung điểm MN của hai cạnh đó, đấy chính là khoảng cách cần tìm. Nào, anh vẽ, anh giảng lại nhá. Mình sẽ lấy một cái ví dụ luôn nhá. Hai đường chéo nhau, hai đường chéo nhau là hai cạnh đối, hai cạnh đối trong tứ diện đều gần đều. Nào, giả sử các em làm câu 1 luôn nhá. Câu 1 này. Cho tứ diện đều ABCD, ABCD cạnh bằng 2a. Tính khoảng cách giữa AB và CD. Tính khoảng cách giữa AB và CD. Nào, các bạn nhìn nhá. Cho tứ diện đều đúng không? Các em vẽ hình này. ABCD nhá. ABCD cạnh 2a, đúng không? Tứ diện đều tất cả các cạnh bằng nhau. Ok chưa? Tính khoảng cách giữa AB và CD cạnh bằng 2a nhá. Khoảng cách giữa AB và CD. Ok chưa? Nào, câu này làm như nào? Các bạn nhìn này, đây là tứ diện đều. Đối với những bài toán tứ diện đều A, B, C, D, các em nhìn này, hai cạnh đối nhau là A, B và C, D. A, B và C, D đây. A, B này. A, B đấy nhá. C, D đấy nhá. Các em thấy hai cạnh đối nhau chưa? Đối với hai cạnh đối nhau của tứ diện gần, tứ diện đều, các em chỉ cần lấy gì nhỉ? Lấy trung điểm MN của hai cạnh là xong. Được chưa? Lấy trung điểm là xong. Nào, lấy trung điểm M, N là xong. M là trung điểm của AB, khoảng cách của AB đây, CD đây, N là trung điểm là xong. Tại sao? Tại sao chính là MN? Tại sao chính là MN? MN đúng không? Các em biết tại sao không? Nhà với này, lấy M là trung điểm AB, N là trung điểm của CD. Ok chưa? Nào, các em biết tại sao? Tại sao MN lại là khoảng cách không? Nào, bây giờ các em chú ý này. Nếu MN là khoảng cách, đúng không? Thì MN phải là gì nhỉ? Phải là đoạn vuông góc chung. Các em phải chứng minh góc này vuông này. Góc này vuông. Tại vì MN thì thuộc AB rồi và CD rồi đúng không? Các em cần chứng minh MN vuông góc với AB, MN vuông góc với CD thì là xong bài, là đúng. Đúng các em. Tại vì sao? Mình vừa nói này. Khoảng cách giữa hai đường chéo nhau là khoảng cách giữa hai đường vuông góc với nhá, khoảng cách giữa cái đoạn vuông góc chung vuông góc với hai đường. Đúng chưa? Nào, mình chuyển luôn nhá. Tại sao MN lại vuông góc với cả AB? Thì cái này quá dễ các em ạ. Quá dễ. Như sau. Nào, anh sẽ chứng minh nhá. Chứng minh như sau này. Nào, các em nối chứng minh như sau nhá. Các em nối AN vào. Nối BN vào. Nào, mình sẽ chứng minh như sau này. Bây giờ mình cần chứng minh MN vuông góc với cả AB, MN vuông góc với cả CD đúng không? Thì đầu tiên các em nhìn này. Có phải tứ diện đều thì sao? Tứ diện đều thì tất cả các cạnh bằng nhau. Tất cả các cạnh bằng nhau đúng không? Vậy thì ACD cả BCD là tam giác đều đúng không? Thì tất cả là tam giác đều hết. Đấy.
tất cả là tam giác đều hết, tất cả các mặt đều tam giác đều tại các cạnh bằng nhau mà. Thì bây giờ có phải là set tam giác ANB, ANB nhá, set tam giác ANB, ANB này, ANB nhá, có phải các em sẽ có là cái AN bằng NB không? Có đúng không các em? AN bằng NB tại sao? Tại N là trung điểm của, N là trung điểm của CD mà tam giác ACD đều. Vậy AN bằng A căn 3 trên 2 cạnh nhân căn 3 trên 2, 2A nhân căn 3 trên 2. Có đúng không các em? Đường cao của tam giác đều thì bằng cạnh nhân căn 3 trên 2. BCD, BCD có phải tam giác đều không? Có. Thì có phải là BN cũng bằng A căn 3 trên 2 cạnh nhân căn 3 trên 2. Vậy là tam giác cân chưa? Tam giác cân, tam giác cân mà ANB cân, mà M là trung điểm đúng không? M trung điểm. Vậy M cũng là đường gì nhỉ? Đường vuông góc. Vậy mà M là trung điểm AB, vậy suy ra MN vuông góc với AB. Ok chưa? Các em có hiểu không? Tam giác ANB nhá. Rồi, tiếp theo này, chứng minh tiếp nhá. Cái chứng minh này thì làm tự luận thôi, trắc nghiệm không phải làm. Ok nào, tiếp tục này. Tại sao MN vuông AB các em biết rồi, MN tại sao vuông cả CD nhỉ? Thì các em biết này, có phải là cái đường CD vuông góc với gì đây? CD vuông góc với cả AN không? Tại sao? Tại vì AN là đường cao, cũng là đường gì nhỉ? Trung tuyến, đúng không? Tại N trung điểm, AN là đường cao, đường trung tuyến của tam giác ACD. Vậy AN vuông góc với CD. Tiếp theo CD vuông góc với BN. Tại vì BCD là tam giác đều, vậy BN cũng vuông góc với cả CD nhá, tại nó là đường cao. Vậy CD vuông góc với hai đường là AN và vuông cả BN. Vậy CD vuông mặt phẳng, CD vuông mặt phẳng ANB. Có đúng không em? Vuông góc với hai đường thì vuông mặt phẳng đó. Mà đã vuông góc mặt phẳng đó thì CD vuông góc với tất cả các đường thuộc mặt đó. Có nghĩa là CD vuông góc cả MN. Đấy. Có đúng không em? Đấy, 1 và 2 nhá. Cái 3, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy nhá. M thuộc AB, N thuộc CD, MN vuông góc với AB, MN vuông góc với CD. Vậy từ 1, 2, 3 ta có được phải vinh khoảng cách giữa AB và CD bằng MN. Ok chưa? Đấy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi kem mà làm tự luận ý, kem phải chứng minh. Nhưng kem làm trắc nghiệm thì không phải chứng minh nhá. Không phải chứng minh, trắc nghiệm thì không cần chứng minh. Đấy. Kem xác định này, chứng minh dấu cộng thứ 2 này, dấu cộng thứ 3 là tính toán nhá. Làm trắc nghiệm thì kem còn lấy trung điểm, lấy trung điểm nối phát vào là xong luôn. Ok chưa? Nào tính MN, bạn nào có cách tính MN không? Khi các em tính MN, các em luôn phải đưa về một tam giác gì nhỉ? Một tam giác vuông hoặc một tam giác gì đó đều, tam giác cân tùy. Vậy MN các em xem vào tam giác nào đây? Nào tam giác gì đây? ABCD là tứ diện đều. Đúng không? Vậy tất cả các cạnh bằng bằng nhau, bằng A, bằng 2A. Cạnh bằng 2A. Ok, vậy mình sẽ đưa MN này vào tam giác BMN các em ạ. Nhà MN. MN thuộc tam giác BMN. Các em biết tại sao không? Tại vì cái M này, BMN nó sẽ vuông tại M. Có đúng không em? Vuông tại M. Mà MB các em biết không? MB biết không? Có. M là trung điểm của AB. AB bằng 2A. Vậy MB bằng một nửa chưa? Vậy MB bằng A. Có đúng chưa? Tiếp theo BN tính được không? BN tính được không?
BN thì bằng gì nhỉ? BN thì là đường chéo của đường cao của tam giác đều BCD. Mình vừa tính lại là bao nhiêu đây? 2a căn 3 trên 2 nhá. Mình vừa tính được BN rồi. Nhá, bằng a căn 3. Đấy. Có đúng không em? Đấy. 2a căn 3 trên 2. Tại vì đường chéo của tam giác đều bằng cạnh, cạnh là 2a nhân căn 3 trên 2. Vậy nó sẽ bằng a căn 3. Rồi, vậy tính MN nha, xét tam giác. Xét tam giác BMN có BM bằng bằng A nha. Tiếp theo này, BN sẽ bằng, BN là đường chéo của hình tam giác đều ABCD. Vậy nó sẽ bằng cạnh 2A là cạnh của tam giác nhân căn 3 trên 2 bằng A căn 3. Ok chưa? Và ta có BN bình nhá. BN bình bằng BM bình cộng MN bình. Vậy MN sẽ bằng N bằng gì đây? Bằng căn của MN bình bằng căn của BN bình trừ đi MB bình. Cái bấm máy tính bằng ra luôn kết quả nhá. Bằng mấy đây? BN mấy? BN bình phương A căn 3 bình phương là 3A đúng không? 3A bình, BM là A bình đúng không? 3A bình trừ đi A bình. Vậy nó sẽ bằng là A căn 2. A căn 2 các bạn. Ừ. Vậy đáp án câu 1 là gì đây? Là baby nhá. A là A. Nhá, A căn 2. Các em có hiểu không? Mình sẽ có 3 cái giai đoạn nhá. Cái thứ nhất là phải tính xác định khoảng cách này. Phần thứ hai chứng minh này. Phần thứ ba là tính toán được chưa? Mình có 3 giai đoạn nhá. Đấy, các em có hiểu không? Các em hiểu em một chưa? Sau này tất cả các bài toán liên quan đến tứ diện đều ABCD mà người ta tính khoảng cách giữa hai đường chéo nhau mà đối nhau. Các em chỉ cần làm một động tác là gì nhỉ? Các em lấy trung điểm, lấy trung điểm. Kẻ vào phát được luôn. Ok nhá. Các bạn chép bài vào cho anh nào. Ok, các em hiểu không? Nào các bạn hiểu hay không? Các con mình hiểu hay không? Xuống cho anh để anh biết nào. Để xem mình còn bị mắc chỗ nào đấy, anh sẽ giảng lại nhá. Cảm giác anh buồn. Anh có giờ buồn đâu. Nào ok chưa? Nha, câu 1 rồi ok nhá. Thì sang câu 2 nhá. Các em hiểu chưa? Hiểu rồi thì mình sẽ sang câu mới nhá. Câu 1 nhá. Tại vì anh muốn các bạn phải hiểu kỹ thì anh mới sang câu mới được, tại vì nếu mà anh dạy nhanh quá, anh sợ các bạn không chép được, không chép kịp, được chưa? Thì mình sẽ làm chậm chậm thôi. Đấy, các bạn không chịu xem thì anh buồn đấy. Các bạn phải chịu chịu khó học vào nhá. Ok, câu 1 chưa? Ok chưa? Rồi, sang câu tiếp theo. Câu 1 nhá. Phải kem chép vào. Bạn nào tiếp tục thì làm tiếp tục câu 2 đi. Câu 2 thì anh sẽ không chữa nhá, tại vì câu 2 giống rồi. Nào câu 2 nhá. Câu 2 thì diện đều thì giống rồi, kem làm tương tự thôi. Làm tương tự nhá. Câu 3 cũng tương tự thôi, thứ diện đều. Cạnh bằng A. Nó chỉ thay cạnh thôi. Mấy nay mình chỉ thay cạnh thôi. Để anh cho bạn tính nhá, tự tính nhá. Câu 4 này. Khoảng cách tứ diện đều không? Cũng thế thôi. Câu 4 tương tự nhá. Tất cả những câu này tương tự các em nhá. Đấy, những câu này tương tự thì thôi, các em sẽ tự làm nhá.
Nào sang câu 5. Đây, câu 5 hơi khác một tí. Mấy câu kia làm tương tự thôi nhá. Câu 5 nhá. Câu 5 này. Cho tứ diện ABCD có AB bằng AC bằng AD bằng BD bằng BC bằng A. À, nó cũng là các cạnh đấy các em ạ, bằng nhau. Rồi. CD mà A căn 2. Tính khoảng cách giữa AB và CD. Thì bài này cũng tương tự nhưng nó hơi khác hình một tí nhá. Cho tứ diện có các cạnh bằng nhau, riêng cạnh CD khác thôi. Nào, tứ diện ABCD. Vẽ hình vào nhá. ABCD. Ok chưa? Đấy. Tất cả các cạnh AB này, AC, AD, BD, BC bằng nhau. Có mỗi CD là khác thôi, A căn 2 thôi. Rồi, cạnh là A nốt. Tất cả cạnh khác còn là A nhau. Tính khoảng cách giữa AB và CD. Nào, bạn tính đi. Khoảng cách là gì? AB và CD nhá. Khoảng cách giữa AB. AB, CD. Nào, bài này làm như nào? Bài này có lấy được trung điểm không? Nếu các em lấy trung điểm được ý, thì các em phải chứng minh được vuông góc. Nếu chứng minh được vuông góc thì là đúng. Còn không chứng minh được chứng tỏ là chưa đúng. Đúng không? Nào, thì những cái bài kiểu mà có nhiều cái bằng nhau này thì chắc chắn là lấy trung điểm thôi. Nào, mình cứ lấy trung điểm nhá. Nào, vậy mình sẽ lấy trung điểm của AB nhá. M này. ABCD mà. MN nhá. Ok chưa? MN đây. Nối vào. Rồi. Nào vậy mình thì khoảng cách nó chính là MN các em ạ. Các em biết tại sao không? Bây giờ các em chỉ cần chứng minh vuông góc là được. Nó sẽ là MN. Với M là trung điểm. M là trung điểm của AB. N là trung điểm của N là trung điểm của CD nhá. Nào, các em biết tại sao không? Nào bây giờ bạn chứng minh đi. Chứng minh nếu các em biết cái khoảng cách AB và CD, AB và CD là MN, khi và chỉ khi cái MN này phải vuông góc với AB, MN phải vuông góc với CD tại M tại N, thì đấy là đoạn vuông góc chung. Nào chứng minh như nào? Thì có giống chứng minh vừa nãy không? Có em ạ. Chứng minh tương tự thôi nhá. Nào chứng minh. Các em nối AN vào. Nối BN vào. Đúng không? Thì có phải tam giác ACD cân không? ACD cân. BCD cũng cân không? Vậy AN sẽ vuông góc nhá. Nào tam giác này chứng minh nhá. Có phải tam giác ACD và BCD đều là cân không? Tam giác ACD. ACD cân. ACD cân. Mà N là trung điểm của CD không? Vậy AN có đường vuông góc. AN vuông góc với CD. Tiếp tục, tam giác BCD có cân không? Có. Tại vì BC bằng BD, đúng không? Tam giác BCD cũng cân nốt. Nó chỉ khác tính toán một tí thôi nhá. BCD cân nốt. Vậy CD vuông góc với cả BN nhá. BN vuông góc CD. Vậy CD vuông góc với cả CD vuông góc cả gì đây? AMN A ANB. Vậy CD vuông góc với cả CD vuông góc với tất cả các mặt các đường thuộc AND ANB. CD vuông góc với cả MN nhá. Ok chưa? Đấy, tiếp tục nhá. Em đã chứng minh được MN vuông góc với cả CD chưa? Rồi, bây mình chứng minh MN vuông góc với cả gì đây? AB chưa? Thì có dễ không? Có quá dễ. MN vuông với cả AB. Thì các em xét tam giác ANB có bằng nhau không? Xét tam giác ANB có cân không? Có cân không? ANB có cân không? Cân tại N. Vì sao? Thì mình sẽ chứng minh nhanh nhá. Các
Các em mình không nên chứng minh quá xa đà quá. ANB vuông tại N, à, cân tại N. Tại sao? Tại vì AN nó sẽ bằng BN. Vì tam giác ACD của em nó sẽ bằng tam giác BCD theo trường hợp là cạnh cạnh cạnh. Tại vì trung cạnh CD AN à, AC bằng BC, AD bằng BD. Nói chung là tam giác ACD bằng tam giác BCD nhá. Vậy tương ứng hai đường cao sẽ bằng nhau nhá, vì AN bằng BN. Ok chưa? Vậy suy ra cái NM vừa là đường gì nhỉ? NM là đường, là đường cách trung tuyến, cũng là đường vuông góc luôn. N góc AB nhá. 1 2 3. Đấy, từ 1 2 3. Vậy thì cái MN vuông góc với CD, MN vuông góc với AB. Vậy MN là đoạn vuông góc chung nhá. AB và CD bằng MN. Rồi. Nhá, cách tính giống hệt. Đấy. Rồi sang phần thứ 3. Là bên mình phải tính MN đúng không? Tính MN. Tính được không? Anh nghĩ là các bạn tính được thôi. Đơn giản mà, đúng không? Tính như nào nhỉ? MN cả B đúng không? MNB đây. Các em cứ đánh dấu vào tam giác thôi. Cái bài này rất là hay gặp, các em chú ý nhá, rất hay gặp luôn. Có thể người ta cho tứ diện đều, hoặc người ta không cho đều mà người ta cho gần đều thôi, người ta bớt lại một cạnh. Nào bây các em tính được MNB không? Tính được MN không? Chắc chắn tính được. Các em tư duy như nào? Bây các em phải tính MN nhá. Đấy. Đối với tất cả những bài này, các em muốn tính MN, các em cần đưa vào tam giác MNB nhá. MNB là được. Nào, các em nhìn nhá, MNB này. Thì bây giờ các em tính được MB không? MB bằng mấy? Người ta cho AB bằng mấy? Bằng A chưa? AB bằng A. AB bằng A. Vậy MB bằng một nửa, bằng A trên 2. Tiếp tục. BN tính được không? BN tính được. BN nằm tam giác nào? BN thuộc BNC. Đúng không? BC biết chưa? BC bằng A đúng không? BC bằng A. Vuông tại N. BNC vuông tại N. NC tính được không? NC bằng một nửa của DC. Vậy NC bằng A căn 2 trên 2. Đúng chưa? Đấy. Các em có BC rồi, có NC rồi, tính được BN không? Có, tính được BN. Có BN rồi, có BM rồi, tính được MN. Các bạn có hiểu không? Nào, tính MN nhá. Đầu tiên các em xét tam giác BNC nhá. Có này. Góc N vuông nhá. Vậy suy ra này, cái BN sẽ bằng, BN sẽ bằng, sau này các em phải tính nhanh luôn cái này nhá. Bằng như nào? BN là cạnh góc vuông, nó sẽ bằng cạnh huyền bình trừ cạnh góc vuông kia bình, bằng căn của cạnh huyền bình là BC bình trừ đi CN bình. Đấy, bằng căn của BC thì bằng A bình trừ đi CN bằng A căn 2 trên 2 thất bình bằng. Đấy, các em bấm máy tính đi. Bấm máy tính nó sẽ ra là A căn 2 trên 2. Nhá. Hoặc tính bằng tay cũng được. Đấy, các em tính được BN chưa? Có BN rồi nhá. Vậy mình sẽ xét tam giác BMN. BMN có góc M bằng 90 độ. Đúng chưa? M bằng 90 độ đây. Vậy ta có là BN bình đúng không? Đấy. Nói chung là mình MN là cạnh, không phải là cạnh góc vuông đúng không? Vậy MN sẽ bằng căn của cạnh huyền bình
cạnh huyền đối diện với góc vuông nhá. BN bình. BN bình trừ MB bình bằng căn của BN thì bằng A căn 2 trên 2. Thất bình trừ đi A trên 2 thất bình bằng mấy? Nào mình bấm máy tính nhá. À, bấm máy tính này. Căn của bao nhiêu đây? 1 chia 1 căn 2 trên 2 bình phương là 1 phần 2 trừ đi thành 1 phần 4. Quả là 1 phần 2. Thế là 1 phần 2 các bạn. A trên 2. MN bằng A trên 2 à? Ừ, A trên 2. Các em xem đúng không? Có bị sai không nha, A trên 2. Các em chuyển bấm máy tính là sao? Rồi, ok nha, vậy các em kết luận thôi. Kết luận. Vậy khoảng cách giữa AB và CD sẽ bằng A căn A trên 2. Đấy, vậy đoạn gì đây? Là gì nhỉ? Là B nhá. Rồi, là B. Đấy, ok chưa? Đấy, A trên 2. Đấy, các em hiểu cái dạng đầu tiên chưa? Hiểu không? Dạng 1 nhá. Đấy, dạng 1 là như vậy. Em hiểu chưa? Các em comment hiểu rồi, các em comment hiểu sang dạng 2 nhá. Hiểu hay chưa để các em sang dạng 2 nhá. Em comment hiểu hay không nhá. Đấy, dạng 1 là từ diện đều và gần đều. Thì các em chỉ cần lấy gì nhỉ? Lấy trung điểm. Lấy trung điểm mà xong. Ok chưa? Nhá, kem vào đi nha, kem chữa vào đi nhá. Ờ, kem chữa vào đi, kem comment bạn nào làm xong rồi comment hiểu hay không để anh biết nhá. Ok. Ok nhá. Đấy, đó chính là cái dạng 1 của chúng ta. Bây giờ mình sang dạng 2 nhá, sang dạng 2 nhá. Rồi, sang dạng 2 đi. Nào, dạng 2. Hai đường chéo nhau và vuông góc với nhau. Dạng 1 là từ diện đều và gần đều thì các em chuyển lấy trung điểm đúng không? Vậy thì dạng 2 làm như nào? Dạng 2 này. Hai đường chéo nhau. Chéo nhau và vuông góc với nhau. Đã. Các em phải biết được nó vuông góc với nhau hay không. Nếu nó vuông góc với nhau thì các em sẽ tìm được nhá. Nào, đầu tiên phương pháp làm này thì các em phải tinh tế này. Nhìn xem hai đường đó có vuông góc với nhau không. Nếu vuông góc được thì các em sẽ làm như bài này, đó chính là kẻ đường vuông góc chung. Kẻ đường vuông góc chung. Nhá. Nói chung các em phải kẻ đường vuông chung nếu nó vuông với nhau. Ok chưa? Nào bây giờ mình sẽ sang bài tập đi. Sang bài tập anh sẽ nói rõ hơn trong bài tập. Nhớ nhá, nếu hai đường đó các em nhận ra nó vuông với nhau thì mình kẻ đường vuông chung luôn. Nào câu 6 nhá. Câu 6 này. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh A. SA vuông với đáy. SA vuông với đáy và SA bằng A. Tính khoảng cách giữa SB và AD. Ok chưa? Này, cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh A đúng không? Đây, SA vuông với đáy. Đây, SA vuông với đáy. Kèm vẽ nha. SA BCD
Eta bấm vào đáy đúng không? Đáy là hình vuông. Cạnh A luôn. Tất cả cạnh bằng nhau. Eta bằng A luôn, đúng không? Tính khoảng cách giữa SB và AD. SB và AD. Nào. SB và AD. Các em tính như nào? Khoảng cách giữa SB và AD. Nào, con này mình sẽ xử lý như nào? Thì các em quan sát này. Nhìn vào đặt mình vào vị trí của nó nhá. Các em xem liệu nó có vuông góc với nhau không? Nào. SB có vuông với cả AD không? Muốn biết nó vuông hay không thì các em hãy nhớ này. Ngày xưa mình nhớ nhá. Muốn biết đường này, đường thẳng này, đường thẳng D nhá. Mặt phẳng P này, D có vuông với delta hay không đúng không? Thì các em chỉ cần nhìn ra gì nhỉ? Nhìn một phẳng mặt phẳng gì đây. Có phải nếu D vuông cả P không? Thì D sẽ vuông với cả gì nhỉ? Nếu nhá. Nếu D vuông cả P thì D sẽ vuông với cả mọi gì nhỉ? Mọi đường thẳng delta nằm trên P. Các em còn nhớ tính chất này không? Nhá. Nếu D vuông góc cả mặt phẳng P thì D sẽ vuông góc với mọi đường thẳng delta nằm trên P. Ok chưa? Vậy thì cái phương pháp làm của bài này nhá, phương pháp này. Các em nhớ các bước làm nhá. Phương pháp này. Nào, bước 1 nhá. Bước 1 này. Các em chọn một mặt phẳng, chọn một mặt phẳng nhá, chọn mặt phẳng P chứa delta. Chưa? Chọn mặt phẳng P này chứa delta mà D vuông cả P được chưa? Cái bước chọn mặt phẳng là bạn mặt phẳng là quan trọng nhất nhá. Đúng không các em? Chọn một mặt phẳng chứa delta mà D lại vuông cả P được chưa? Thì có phải là D vuông cả P thì D sẽ vuông với delta không? Vậy chắc chắn D vuông delta nhá. Bước thứ hai này. Bước thứ hai nhá. Từ cái giao điểm bên này các em ơi, từ giao điểm Y này này. Từ giao điểm Y này này. Từ giao điểm Y. Giao điểm Y của D với delta. D giao với cả P chứ. Từ giao điểm Y này nhá. Của D với P. Các em sẽ kẻ vuông góc với delta. Thì đây nó chính là cái đoạn vuông góc chung. Vậy Y là YK nhá. Kẻ YK vuông góc với delta. Thì suy ra cái YK là vuông góc chung nhá. Là đoạn vuông chung. Ok chưa? Đấy nhá. Ok chưa? Đấy, D cả P nhá. Các em chọn một mặt phẳng chứa delta. Sau đó từ cái giao điểm này các em kẻ vuông góc. Là được nhá. Thì tại sao YK lại vuông góc? Tại vì có phải là D sẽ vuông góc mặt phẳng P này thì D vuông góc với YK không? Chứng minh nhá. D thì đây, vuông góc với cả mặt phẳng P. Đúng không? Thì D vuông góc với YK không? Có. Tại vì YK nằm trên mặt phẳng P mà. Tiếp tục này. YK vuông góc delta đúng không? Delta vuông góc YK. Vậy YK vuông góc cả hai chưa? Đấy, thì là xong rồi. Nha. Đây là bài phần khó nhất của hình lớp 11, cho em kem chú ý nhá. Tính khoảng cách là phần khó nhất của hình lớp 11, thậm chí lớp 12 còn nhiều anh chị còn không biết làm khoảng cách lớp 11 cơ. Đấy, thì mới là vấn đề. Nha, ok chưa? Nào, bây các em nhìn nhá, mình sẽ trình bày như làm như sau. Các em nhìn này. Bây mình có đường SB và AD đúng không? Vậy các em nhìn quan sát này. Các em sẽ thấy cái đường AD của mình là đường có nhiều góc vuông hơn, đúng không? AD là có tận hai góc vuông ở đây chữ A cơ. SB không có góc vuông nào. Đúng không? Vậy anh sẽ thấy này,
Vẽ thấy nhá. Nào, kem vẽ thấy này. Vẽ thấy. Các em có thể dễ thấy AD xem góc cả mặt phẳng SAB không? AD góc mặt phẳng SAB không? Vì sao? Nhá, AD góc cả SAB vì sao? Vì AD góc cả AD góc cả SA. AD góc cả gì nữa? Cả AB chưa? Đấy. Đúng không? SA cả AB thuộc mặt phẳng SAB chưa? Vậy cái AD sẽ góc cả gì nhỉ? Mặt phẳng SAB tại A nhá. Tại A nhá. Đúng không em? Vậy AD sẽ góc với cả gì đây? SB. SB nhá. Đúng không? Tại vì AD góc mặt phẳng SAB thì sẽ góc với tất cả các mặt các đường thuộc mặt ý. AD góc SB chưa? Đấy thôi, các em thấy chưa? Đấy, xong rồi. Đấy, các em sẽ tìm được cái mặt phẳng chứa thôi nhá. Mặt phẳng đó, các em dễ nhìn ra được thôi. AD mô cả SAB. Các em chọn mặt phẳng xong rồi nhá. Chọn mặt phẳng xong rồi này. Bước tiếp theo là từ cái giao điểm đó, các em kẻ vuông góc với đường thẳng nhá. Từ giao điểm đó, đây này. Từ giao điểm này, kẻ vuông với đường thẳng delta. Là được. Là xong cái đoạn giao đoạn đường vuông góc. Các bạn nhìn này. Cái điểm của mình là đang tại A đây. AD vuông cả SAB tại A đúng không? Vậy tại A đây, từ giao điểm A đây. Đấy, tại điểm A này thì các em kẻ vuông với cả SB thôi là được. Kẻ AH. Thì khoảng cách nó chính là AH luôn nhá. Từ A. Các em tìm mặt phẳng rồi. Nó vuông góc tại A đây, rồi từ điểm A các em kẻ gì đây? Từ A kẻ AH vuông với SB. Thì chắc chắn cái đoạn AH nó đường vuông chung nhá. Khoảng cách giữa AD và SB bằng AH. Ok chưa? Nào, các bạn có cần chứng minh lại không? Còn chứng minh lại không? Chứng minh như sau nhá. Có phải là AD vuông góc mặt phẳng SAB không? AD vuông với cả SAB. Đúng không? Vậy AD có vuông với cả AH không? Có. Đúng không? Đấy. Mà AH lại vuông vào gì nữa? AH vuông vào SB chưa? Đấy. Cả hai đều vuông góc. A thuộc AD, H thuộc SB. Vậy chính xác chưa? Đều phải chứng minh. Đấy. Các em thấy dễ hiểu không? Các em chỉ cần nhìn ra mặt phẳng. Nhìn ra mặt phẳng. Bài là mặt phẳng SAB. Có AD đây. Vuông mặt phẳng SAB. Thế nên AD vuông với cả SB. Vậy từ cái điểm A này các em kẻ vuông góc là xong. Thì cái đoạn AH là xong rồi. Ok chưa? Bây các em tính AH là xong thôi. Tính AH như nào? Tính AH. Nào, bây tính AH. AH là đường cao của tam giác gì các em ơi? AH là đường cao của tam giác vuông SAB đúng không? AH là đường cao của tam giác vuông SAB. À, 90 độ. Vậy đường cao AH bằng gì các em nhỉ? AH bằng gì? AH sẽ bằng tích hai cạnh góc vuông vuông chia cạnh huyền bằng AS nhân với cả AB trên cạnh huyền. Cạnh huyền thì bằng căn của bình phương hai cạnh góc vuông AS bình cộng AB bình. Đúng không em? Bằng mấy? AS thì bằng A. AB thì bằng A trên căn của AS bình là A bình cộng A bình. Thế bằng là A bình trên A căn 2. Vậy sẽ bằng A căn 2 trên 2. Vậy đáp án là gì đây? Là A nhá. Các bạn có hiểu không? Các bạn hiểu không? Khi mà cái bài này nhá, cái mấu chốt của bài này là các em phải dựng được cái đường vuông góc chung đây là AH. Không? Nên từ điểm A các em kẻ vuông với cả SB là xong rồi.
Thế là tôi đơn giản thế thôi. Thì cái đường AH chính là đường vuông góc chung, nó vuông góc với cả hai đứa. Đấy, đúng không? Ok, các bạn chữa cái bài này vào nhá. Đấy, bước làm thì các em chú ý bước làm này. Bước làm thì thường mình sẽ chọn một mặt phẳng nhá. Chứ một mặt phẳng chứa thằng này và vuông góc với thằng kia. Rồi xem cái thằng vuông góc tại cái điểm nào. Vuông tại điểm nào rồi từ cái điểm đó kẻ vuông góc là được. Từ điểm đó kẻ vuông góc. Từ bài này này. AH vuông mặt phẳng SAB tại A. Vậy từ cái điểm A này này, các em kẻ vuông góc với cả AH. Đúng không? Thế thôi. Nhá. Hai cái đường vuông với nhau thì các em phải kẻ đường vuông chung nhá. Các em chữa bài này vào đi, chữa bài này đi nhá. Rồi chưa vào đi nhá, rồi mình sẽ sang câu 7. Nào, bạn nhìn câu 7 nhá. Bạn nhìn câu 7 hướng dẫn là nó sẽ vỡ ra này. Này, nhớ nhá, nhớ cái khẩu quyết này. Giữa hai đường vuông góc thì các em phải kẻ đường vuông góc chung nhá. Nào, cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh A. Đúng không? Đáy là hình vuông cạnh A. SA vuông với đáy và SA bằng A. Tính khoảng cách giữa BD và SC. BD và SC nhá. Đấy là hình vuông cạnh A. Chóp này, đấy là hình vuông cạnh A này. SA vuông với đáy đúng không? SABCD. Ok chưa? SA vuông với đáy. Đây. SA vuông với đáy đây. SA cũng bằng A này. Tính khoảng cách đấy cũng là hình vuông cạnh A nhá. Đấy là hình vuông cạnh A. Tính khoảng cách giữa BD và SC. BD và SC. BD. Nào, bây giờ em dự đoán xem liệu BD có vuông góc với SC không? Nếu vuông góc là bài toán kẻ trực tiếp là bài dễ, bài không kẻ trực tiếp mới là bài khó. Ok chưa? Nào. Vậy các em xem BD có vuông với SC không? Xem. Mà vuông góc vì sao? Các em trả lời được câu này thì các em coi như các em tính được khoảng cách nhá. Xem BD có vuông với SC không? Mà vuông góc vì sao? Thì các em phải cần lựa chọn một mặt thôi. Một mặt. Đúng không? Cái đầu tiên em chọn một mặt. Một mặt thì là cái key của bài toán. Mặt nào? Mặt nào đây? Mặt nào mà chứa SC mà BD vuông góc không nhỉ? Có mặt nào không? À, các bạn đã nhìn ra trong đầu rồi đấy. Nào BD vuông cái SC. Vậy thuộc mặt nào không? Thì các em nhìn này, đáy là hình vuông thì hai đường chéo như nào các em nhỉ? Hai chéo vuông góc với nhau tại O. Đúng các em. Thì có phải là BD vuông góc với cả AC không? Tại vì đáy là hình vuông. BD lại vuông góc với cả gì nữa? AS, SA. Có đúng các em? Nhìn ra không? Có. BD vuông với cả AC. BD vuông cả SA. Vậy BD vuông góc với mặt phẳng S AC. Đúng không? Tại đâu? Tại điểm O. Tại O đấy, tại O đây này. Đúng rồi, SAC. Vậy thì tại O chưa? Vuông tại O chưa? Từ O game kẻ vuông góc là xong nhá. Rồi, mình sẽ như sau. Ta có này. BD vuông với cả AC. BD đấy là hình vuông. Ok, mặt phẳng SAC đấy. BD vuông với cả SA nhá, vì SA vuông vào đấy. Vậy BD sẽ vuông góc với cả gì đây? SAC. Tại điểm đâu? Tại O. Vuông góc tại điểm O luôn.
nhá. BD vuông cả SAC tại điểm O là giao điểm đúng chưa? Tại O là giao điểm của hai cái này. Ok chưa? Vậy thì tại điểm O, vậy bước tiếp theo là kem biết có mặt rồi, có điểm rồi. Từ O kem chuyển kẻ vuông góc với SC là xong nhá. Từ O mình kẻ. Kem kẻ thì đây, kẻ O gì thì O. OK đi. OH đi. OH nha. Đúng không? Kẻ OH chưa? Kẻ OH vuông với cả OH vuông cả SC. Đúng không? Nào, kẻ OH vuông SC này. Đấy, OH vuông SC. Mà các em thấy này, BD mà BD vuông với cả SAC không? Vậy BD, anh hỏi các bạn, BD có vuông với cả OH không? Có, tại vì OH thuộc mặt phẳng SAC mà. Đấy. Đấy, các em thấy thằng OH chưa? Thằng OH là người người chung chưa? Người vuông góc chung chưa? Đoạn vuông góc chung OH vuông với cả BD. OH vuông BD. OH vuông cả SC, vậy OH là đoạn vuông chung. Nha. Vậy phía kết luận khoảng cách giữa BD và SC bằng OH. Ok chưa? Xong rồi. Bây kem tính OH là xong. Tính OH là xong nha. Nào bây kem tính OH thế nào? Tính OH thế nào bây giờ? Tính OH thế nào? Nếu kem tính đường OH này, OH nó không nằm một trong một cái tam giác gì cả, đúng kem? Nó nằm trong tam giác OH này, SAC nhưng nó không phải đỉnh. Vậy OH kem phải tính gián tiếp thông qua gì đây? Tính gián tiếp nhá. Thông qua gì kem biết không? OH kem tính đường liên kết cho AK nhá. Kem phải kể như này. Tại sao? Khi mình kể AK vuông với cả SC nha, thì OH cũng vuông với SC. Vậy tam giác AKC, AKC đây. Có O là trung điểm của O là trung điểm của AC. Vậy OH là đường trung bình của tam giác AKC. Vậy OH bằng một nửa của AK. Các bạn có hiểu không? OH nha, kể này. AK vuông cả SC đúng không? Vậy xét tam giác AKC có OH là đường trung bình. Các em mình giải thích nhanh nhá. AKC OH là đường trung bình. Tại OH vuông với SC, AK vuông SC thì OH vuông với cả song song với AK mà O là trung điểm. Vậy OH là đường trung bình nhá. Vậy OH bằng 1 phần 2 của AK. Có đúng kem? 1 phần 2 AK nhá. Rồi, bây kem tính được AK không? AK là đường cao của tam giác gì? AK là đường cao của tam giác vuông SAC. Đúng không? Tam giác SAC có A bằng 90 độ. SAC A bằng 90 độ chưa? AK là đường cao. Vậy AK sẽ bằng gì đây? AK đường cao tam giác vuông. Vậy AK bằng AS nhân với AS nhân với AC. Đúng không? Tích hai cạnh góc vuông AS nhân AC chia cho cạnh huyền. Cạnh huyền là SC. Nhưng cạnh huyền lại bằng căn của hai cạnh góc vuông bình phương. AS bình cộng AC bình. Đúng kem? Vậy bằng gì kem? AC thì bằng gì biết không? Cái AC của mình sẽ bằng gì đây? Nha các em chú ý này. AC của mình nha, sẽ bằng là A căn 2 nha. Tại sao biết đâu? Tại vì AC là đường chéo của hình vuông. Đường chéo của hình vuông cạnh là A thì nhân thêm căn 2 là A căn 2. Đấy. AS là A, AC là A căn 2 trên A bình, căn của A bình cộng A căn 2 tất bình sẽ bằng, cái sẽ bằng A bình căn 2 này trên, thằng này sẽ là
2 căn 2 bình là 2, 2 cộng 1 là 3 đúng không? 3 sẽ là bao nhiêu? Được chưa? Nó sẽ 3 là mấy nhỉ? Trên cho sẽ là căn 3 đúng không? Sẽ bằng a căn 6 trên 3. Ok chưa? A căn 6 trên 3 kem nhân chụp căn thức lại được. Vậy kem tính được AK chưa? AK có OH, vậy từ 1 và 2. Kem lại có gì đây? Là khoảng cách từ BD và SC sẽ bằng mấy nhỉ các em nhỉ? Bằng 1 phần 2 của AK đúng không? Thế là 1 phần 2 của A căn 6 trên 3 bằng A căn 6 trên 6. Ok chưa? Đấy. Đó là gì nhỉ? Maybe. Thế thôi. Ok, các em thấy ok chưa? Đấy. Các em thấy chưa? Cách làm nhá. Đầu tiên em phải kiểm tra xem nó có vuông góc không. Vuông góc mà vì sao vuông góc như vậy đúng không? Vuông góc tại điểm nào? Rồi từ cái điểm đó các em chuyển kẻ vuông góc là các em tìm được đoạn vuông góc chung. Ok, các em thấy ok. Có nghĩa là cái bài này, cái bài hôm nay, cái tư duy, cái mindset của em ý là các em phải tìm được cái đoạn vuông góc chung. Nghĩa là cái đoạn nó vuông góc với cả hai đứa. Các em hiểu không nhỉ? Thế là xong. Tìm cái đoạn đó như nào thì một là kem biết sẵn rồi, kem kẻ trực tiếp, và sau là mình sẽ dùng có kinh nghiệm thì mình kẻ nó rất là nhanh. Em hiểu không nhỉ? Có kinh nghiệm mình nhìn ra thôi nhá. Ok chưa? Rồi. Ok, các em hiểu không? Nào, ok. Đây câu số mấy đây? Câu số 7 nhá. Câu 7 rồi nhá. Nào, tương tự câu 8 này. Câu 8 này. Cho thằng chóp S.ABCD có đáy là hình gì nhỉ? Hình vuông cạnh A đúng không? Đáy là hình vuông cạnh A. Cho thằng chóp đáy là hình vuông cạnh A này. Đúng không? SA ở đáy đúng không? S, A, B, C, D nhá. S, A, vô đấy. Và S, A bằng A rồi. Đấy là hình vuông nhá. Ok, đấy hình vuông này. S, A bằng A luôn nhá. Rồi. Tính khoảng cách giữa S, A và C, D. S, A và C, D. Nào, coi làm như nào. Các em biết SA và SA cũng có với CD không các em? SA cũng có với CD không? Có, đúng không? Tại vì SA vuông về đáy đúng không? Vậy SA vuông về CD không? Có. Nào, SA vuông với cả đáy đúng không? Vậy chắc chắn SA vuông với cả gì nhỉ? CD rồi. Ok chưa? Vậy thì cái SA và CD nó vuông với nhau. A CD vuông với nhau. Vậy thì khoảng cách từ SA đến CD bằng gì? Thì các em phải nhìn này, mình đã có mặt rồi đúng không? Vậy mình sẽ xem cái đường này vuông với mặt tại đâu? Tại đâu các em ơi? Tại đâu? Tại A các em ạ. Đúng không? SA vuông với cả ABCD tại điểm A. Vậy cái dấu vết của mình là các em tính từ điểm A nhá, điểm A này. Từ điểm A các em phải làm gì? Từ A các em phải kẻ vuông cả gì đây? CD.
Các em hiểu không? Đấy, SA vô CD. SA vô CD. Vậy thì tại cái điểm A này này là cái điểm giao giữa đường và mặt. Các em kẻ vô CD. Nhưng khi em kẻ vô CD thì nó trùng với cả gì các em ơi? AD. Đúng không? Đấy. Nhưng các em lại có cái A vô với CD có AD này đúng không? Tại có AD vô với cả AD vô cả CD. Đúng không em? Đấy. Mà thằng AD này là thằng gì nhỉ? Vô với cả SA nữa. Đúng không? Vậy cái thằng AD nó vừa vô với cả CD. AD lại vô với cả SA. Vậy thằng S thằng AD là gì các em ơi? Là đường vô chung nhá. SA và CD bằng AD. Là bằng gì các em nhỉ? Bằng gì luôn? AD người ta cho đấy là hình vuông cạnh A. Vậy AD bằng bằng A luôn. Xong bài. Xong bài luôn. AC. Các em có hiểu không? Đấy. Có phải các em phải tìm được cái đoạn vuông góc chung. Cái đoạn vuông góc chung mình lại nhắc lại nhá, nó là cái đoạn nó vuông góc với cả hai đường tại hai điểm thuộc hai đường đó, đúng không? Đây thằng AD đây. Nó vuông góc với cả CD tại điểm D. Nó vuông góc với cả SA tại điểm A. Vậy AD là đoạn vuông góc chung. Thế thôi. Rất là easy. Các bạn hiểu không nhỉ? Ok nhá. Đấy. Đây câu 8 nhá. SA tính khoảng cách giữa SA và CD rồi nhá. Nào tiếp theo mình sẽ sang câu 9 nhá. Nói chung là các em cái bài này các em chỉ cần quan tâm được là gì nhỉ? Các em tính được cái đoạn vuông chung là được nhá. Đoạn vuông chung với cả hai đường. Nào. Sang câu cuối cùng, câu 9 này. Cho hình chóp của đáy là tam giác đều cạnh A. Đây là tam giác đều cạnh A nhá. Hình chiếu của S lên ABC trùng với trung điểm của BC. Trùng với trung điểm của BC đúng không? Đấy tam giác đều cạnh A. Hình chiếu của S trùng với trung điểm của BC đi. Vậy mình sẽ vẽ viết như sau nhá. Trùng với trung điểm của BC à? Đấy BC mình lấy là trung điểm là điểm H đi. Thì có nghĩa là cái hình chiếu nó chính là SH nhá. Hiểu không nhỉ? Và chúng ta là SH vô với cả ABCD, ABC. Đúng không em? Tại vì hình chiếu của S xuống trùng với trung điểm của BC. Vậy SH vô BC nhá. Với H là trung điểm của BC. Đấy các hiểu chưa? Rồi. Biết SA hợp với đáy một góc 30 độ. SA hợp đáy một góc 30 độ. SA này. SA hợp đáy ABC bằng 30 độ. À, vậy các em cần phải tìm cho mình SA hợp với đáy ABC góc 30 độ. Vậy là góc nào các em nhỉ? SA với ABC là góc nào? Thì hôm trước mình đã học rồi đúng không? Tìm giao tìm góc giữa đường và mặt. Thì các em tìm giao điểm đúng không? SA và ABC. SA giao ABC tại A đúng không? Là giao điểm không? A giao điểm chưa? Đấy. SA giao với cả ABC tại A. Vậy từ điểm thừa còn lại, đây giao điểm đúng không? Từ điểm thừa còn lại đúng không? Là điểm S. Đúng không? Từ điểm S đây. Tại A rồi, mất A đi. Từ điểm S các em phải kẻ vuông góc với ABC, đúng không? Từ S các em kẻ vuông góc xuống đến ABC thì trùng với H. Từ S có SH có ABC tại H. Là chân đường cao đúng không? Vậy công thức là gì các em nhỉ? Thừa giao chân. Đây chân nhá. Thừa giao chân. Vậy là góc SAH chưa? Em nhìn rất là nhanh đúng không? Góc giữa SA và đáy ABC là thừa giao chân. Vậy là góc SAH sẽ bằng
30 độ. SAH nha. Ok, SAH. Ok rồi. Đấy, mình đã phải phân tích cái đó nhá. Mình phân tích được góc SAH bằng 30 độ nha. Rồi tiếp theo thì đây. Nào, tiếp tục này. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC. SA và BC. Khoảng cách giữa SA và BC. Nào, khi các bạn làm một bài toán tính khoảng cách giữa hai đường, các em phải tư duy xem liệu hai đường đó nó có vuông góc với nhau không? SA và BC có vuông góc không em? Có vuông góc không? Câu trả lời là có. Tại sao? Tại sao BC lại vuông với cả SA? Thì các em có nhìn thằng đáy là bằng BC thôi. Nhìn thằng đáy trước nhá. Này, mình chứng minh nhá. Này, có phải là nhìn thằng đáy BC này, BC vuông với cả SH chưa? Vì SH vuông với đáy nhá. Tiếp theo này, BC vuông với gì đây? BC vuông với AH. Tại sao? Tại vì ABC là tam giác gì? Là tam giác đều. Là tam giác đều thì BC sẽ vuông với AH nhá, đúng không? Tại vì AH là đường cao mà. Vậy vì ABC đều. Đúng không? Đấy, tao cho tam giác đều cạnh A này. Đúng không? Vậy suy ra BC BC vuông mặt phẳng SHA. Tại đâu? Tại giao điểm gì? BC vuông SHA tại điểm H. Đúng không? Tại H luôn. BC vuông SHA tại điểm H. Tại H nha. Mà BC vuông với cả SHA thì BC có vuông với cả SA không? Có. BC vuông SA. Đấy. Vậy đường BC của mình vuông góc với đường SA. Vậy nói tóm cái váy lại. Vậy từ cái giao điểm này này, từ điểm tại điểm H này này, tại điểm H này là cái điểm mà của cái đường BC ra ngoài mặt ấy chứa SA ấy. Đúng không em? Đấy, thì các em chuyển kẻ một động tác là gì nhỉ? Kẻ HK. Đúng không? Từ cái điểm tại điểm H này này, từ điểm H này, các em kẻ HK vuông góc với cả SA thì chắc chắn HK là đường vuông góc chung. Là đoạn vuông góc chung. Tại sao? Tại vì BC vuông với cả SHA thì BC vuông với HK. HK nằm trong mặt phẳng SHA. Mà HK lại vuông với cả SA. Vậy HK nó chính là đường, là đoạn vuông góc chung. Đoạn nhá. Đúng không ạ? Đấy, vậy ta có này, từ này. Từ H kể HK vuông với cả SA, đúng không? HK. HK vuông với SA. Rồi. Vậy thì suy ra thứ nhất này, BC vuông mặt phẳng SHA, SHA. Vậy BC vuông với cả HK. Đúng không? HK SA, HK vuông BC. Vậy suy ra, đúng không? HK cả SA, HA lại vuông với cả HK vuông BC. Vậy HK là đoạn vuông góc, là đoạn vuông chung. Đoạn vuông chung, ok chưa? Đoạn vuông chung. Vậy mình tính được HK không? Mình tính được HK không? Nếu câu trả lời là có thì các em hãy tính ngay đi. Tính được không? Tất nhiên là tính được, đúng không? Nào, tính như sau. À, mình hãy tính nhá. Bây tính HK người ta cho góc SAH bằng bao nhiêu độ nhỉ? SAH bằng SAH 30 độ đúng không? 30 độ. Đúng chưa? Vậy mình sẽ tam giác SHA. Đúng không em? Mình sẽ dùng hàm tan sin cos tan đi, tại người ta cho góc mà. HA tính được không? Có. HA đấy là tam giác đều. Vậy HA là đường cao của tam giác đều bằng cạnh nhân căn 3 trên 2. Nhá. Ta có HA sẽ bằng là A căn 3 trên 2. Đường cao của tam giác đều nhá. Nào, xét tam giác HK
nha. HK được chưa? Với góc A bằng 30 độ. Đúng không? Góc K bằng 90 độ nha. Vậy ta có gì các em ơi? Nào, cạnh HK thì đối diện với góc 30 độ. HK đối diện này, đối HA là cạnh huyền, vậy là dùng đối huyền là hàm sin đúng không? Sin 30 độ sẽ bằng sin sẽ bằng đối trên huyền bằng HK trên AH nha. Vậy suy ra HK sẽ bằng AH nhân sin 30 độ sẽ bằng gì đây? AH là A căn 3 trên 2. Sin 30 độ là 1/2. Vậy là A căn 3 trên 4. A căn 3 trên 4 các em ạ. Nha, A căn 3 trên 4. Vậy các em sẽ kết luận khoảng cách là gì? Kết luận khoảng cách cần tìm SABC bằng A căn 3 trên 4. Xong bài. Ok chưa? Đấy, ok nhá. Đấy, vậy kết quả là B, A căn 3 trên 4. Khoảng cách giữa đường chéo nhau. Các em hiểu không? HK xét tam giác HK có góc thì mình dùng sin cotan thôi. Đấy, ok chưa? Thế thôi, mình đã tính xong rồi. Các bạn hiểu không nhỉ? Các em hiểu bài hôm nay chưa? Các bạn hiểu bài hôm nay chưa nhỉ? Đấy, ok. Đấy nhá. Chốt của lại của bài hôm nay, các bạn hiểu không? Các bạn hiểu bài hôm nay không nhỉ? Đấy, chốt lại của bài hôm nay thì các em cần phải nhớ là gì nhỉ? Muốn tính khoảng cách thì các em có là gì nhỉ? Tính khoảng cách. Đúng không? Tính khoảng cách này giữa hai đường chéo nhau đúng không? Giữa AB và CD chẳng hạn. Thì các em phải làm gì các em nhỉ? Dựng gì đây? Dựng đường góc chung. Đúng không? Đường góc chung đúng không? Đấy, cách 1 nha. Buổi sau lớp mình sẽ còn học cách 2 nữa. Cách 2 là cách gì đây? Khi mà hai thằng này vuông góc với nhau. Đúng không? Vuông góc với nhau thì dựng vuông góc chung thôi. Còn cách 2 khi CD cả AB không vuông với nhau. Thì các em phải gì đây? Chọn mặt phẳng song song. Đây phần khó nhá. Khó nhá. Chọn mặt phẳng song song thì hơi khó một chút. Bởi sau mình sẽ học cái này. Đấy, còn một cái cách 3 nữa là các em lên lớp 12 mới học là các em gán tọa độ. Ok chưa? Ba cách nhá. Ba cách dựng vuông góc chung này, chọn mặt phẳng song song này và gán tọa độ. Thì cái cách 1 là đơn giản nhất, cái dạng 2 là khó nhất nhá. Hay đi thi đại học, trước đi thi đại học cái này. Thế nào? Ok chưa? Đấy. Ok, các bạn hiểu bài này chưa? Các em hiểu bài ngày hôm nay chưa? Nếu các bạn hiểu rồi, comment hiểu để chúng ta sẽ hôm nay sẽ kết thúc ở đây nhá. Đấy, cái bài hôm nay nó khó, nếu mà anh dạy phần 2 nữa thì rất là dài. Thì anh muốn cho các bạn ngấm đã nhá. Dạng 2 là hai đường chéo nhau này. Đấy. Đấy, khoảng cách hai đường chéo nhau là bài toán cuối cùng nhá. Ok chưa? Đấy. Ok, các bạn hiểu không? Hiểu chưa nhỉ? Nhớ nhá, cái mindset là gì? Muốn tìm khoảng cách hai đường chéo nhau, các em phải tìm đoạn vuông góc gì đây? Đoạn vuông chung. Nếu không tìm được thì mình sẽ học buổi sau là chọn mặt phẳng song song nhá. Ok, đấy. Về nhà các em nhớ chép bài tập được chưa? Chép bài rồi làm lại một lần nhá. Không nhìn đáp án, các em làm lại một lần xem đúng ra đáp án không, được chưa? Đấy, làm lại một lần không nhìn đáp án. Đấy, được chưa? Buổi sau mình sẽ học tiếp nhá. Ok, vậy xin chào các em.
Chúc em một buổi tối thật là vui vẻ. À, tối ngày mai sẽ live stream ôn tập một cái gì đó. Thì các em có muốn anh ôn phần đạo hàm nhá. Mai ôn tập phần đạo hàm trên dòng thời gian của anh nhá. Các bạn nhớ xe về để xem lại nhá. Ngày mai nhá, các em cần gì các em cứ comment, buổi sau anh sẽ chữa. Ừ. Rồi ok. Chúc các bạn em ngủ ngon nhá.